Ngày 13 tháng 2, huyện ủy Lang Chánh tổ chức hội nghị giao ban triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Hà Văn Ca, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe triển khai thông báo kết luận số 159 ngày 15 tháng 1 năm 2020 của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện đại hội 13 của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện đại hội 13 của Đảng, nghe triển khai công văn số 1504 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hệ thống chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Công văn số 1555 ngày 14 tháng 1 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn tổ dân phố, hướng dẫn số 27 ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Theo kế hoạch, các chi bộ sẽ tổ chức hội nghị quán triệt các chỉ thị, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Chính trị, Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội các chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện sẽ diễn ra trong thời gian không quá một ngày và hoàn thành trước 29 tháng 2 năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp những ý kiến cụ thể vào kế hoạch chuẩn bị cho đại hội, tập trung góp ý kiến với nội dung tổ chức đại hội, công tác chuẩn bị các văn kiện trình đại hội, công tác nhân sự đại hội để đảm bảo đại hội, chi bộ và đại hội đảng bộ, xã, thị trấn diễn ra thành công tốt đẹp. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, yêu cầu đảng bộ các xã, thị trấn, các chi bộ trực thuộc huyện ủy thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng nội dung chương trình đại hội đúng quy định, sát thực tế, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, thực hiện đầy đủ quy trình xây dựng văn kiện, chương trình đại hội, trang trí, khánh tiết, hoạt động chào mừng đại hội, tiếp tục nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện tốt công tác nhân sự, công tác tổng hợp báo cáo cấp ủy trên các nội dung theo quy định.